Vâng, hôm nay em Tuấn sẽ giới thiệu đến các bác chiếc ổ. Đây gọi là ổ điện, ổ cắm điện. Nhưng ổ cắm điện này nó lại có cái tác dụng là các bác có thể dùng để dùng cắm điện và có thể dùng để sạc cho điện thoại này, iPad này, một số thiết bị điện dùng cho gia đình mình như là ví dụ như sạc điện thoại, sạc iPad, rồi sạc một số thiết bị điện như là một số súng, ví dụ súng quân xương hay là một số thiết bị điện, hoặc là các bác cắm một số thiết bị điện thông minh để điều khiển remote trong 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 gia đình chẳng hạn. Nói tóm lại là sạc các thiết bị có chức năng 5V. Thì đối với lại chiếc ổ này thì nó có hai ổ sạc 5V dùng cho điện thoại, sạc điện thoại iPad, vân vân, một số thiết bị. Con này 5V. 2100 mA, được chưa? Con này báo cáo các bác là con này thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế luôn. Các bác nhìn này. Cái thứ nhất, đây thì em chỉ này. Đây là đường vào lửa đây hoặc lửa bên này được, lửa mát hoặc mát lửa, các bác đấu hai đường này vào cho em. Ngoài ra thì nó có một đường đấu đất, đây là nối đất. Thì đối với cái thiết bị nối đất này thì ở Việt Nam mình nhiều gia đình lắp chưa chú trọng, đấu được đất mà tiếp đất này rất là tốt. Rất là tốt là gì, là những cái đường điện nó bị hở hoặc là nó bị tiếp mát, nó sẽ bị triệt tiêu đi xuống đất, nó rất an toàn cho khi sử dụng điện đấy. Thì con này nó thiết kế đây tiêu chuẩn quốc tế luôn. Đó, bác nhìn này, cái chân thứ ba trong này nó cũng có màu đồng luôn nhá bác nhé. Đấy bác nhìn thấy chưa? Màu đồng luôn. Chân thứ ba trong có màu đồng luôn, là chân thứ ba này nó có tác dụng tiếp mát luôn ạ, chứ không phải là họ làm giả ở đây nhá. Rất là chuẩn luôn. Tiêu chuẩn quốc tế luôn. Thì đối với lại một cái ổ, một cái bộ điện như thế này, nó có mức giá là 290k. Các bác chú ý hộ em nhá. Có những điểm họ chỉ bán như thế này, các bác mua 200-300 nghìn về là các bác lại phải lắp những cái mặt ổ cắm, nó phải chế cháo, nó rất là bất tiện. Một bộ phải đủ như thế này, các bác hạn lấy nhé. Về các bác chỉ sẵn thay đưa vào ổ cắm là xong thôi. Chứ còn về mà các bác lại phải mua cái này về, các bác phải đi mua cái mặt, mua cái dưỡng ở trong chế cháo là không được. Các bác chú ý hộ em. Đấy. Thì với mỗi một ổ, nó lại liên quan đến ổ cắm, cái số lượng ổ cắm và rắc như này. Một bộ đây như em nói đây, một bộ như thế này. Chút nữa em sẽ làm demo bên kia cho các bác. Demo bên kia em làm sẵn rồi. Em sẽ cái này như thế này là 290k. Đấy. Còn sau đây em sẽ hướng dẫn các bác cách lắp vào ổ điện như là cho hợp lý, được chưa ạ? Thì đấy, đây là em đã lắp sẵn rồi. Thì trước khi lắp thì em muốn mở luôn này. Em mở ra cho các bác nhìn cái mạch họ làm, họ xử lý nhé. Cái mạch này này, cái mạch họ xử lý cho cái phần sạc điện thoại của mình hoặc iPad, một số thiết bị gia đình mình ấy. Họ làm rất là khá là tốt luôn, phải nói là tốt luôn. Em cho các bác mở cái củ sạc điện thoại hoặc một cái củ sạc, số củ sạc của mình ra xem cái bo mạch họ có làm được như thế này không nhé. Đây, cái bo mạch của họ làm để cho xử lý hai cái chân sạc của mình hai bên rất là khá là tốt luôn, cực kỳ tốt luôn ạ, được chưa? Cái bo mạch này rất là ok. Đây, cái bo mạch nó làm nhiệm vụ cho hai cổng sạc này thôi. Cái bo mạch đằng sau nó chỉ làm nhiệm vụ cho hai cổng sạc để về 5V đấy. 5V, đấy, các bác nhìn chưa? Các bác mở tất cả các củ sạc điện thoại của mình ra mà xem, không bằng được thằng này đâu ạ nhé. Đấy, cái thứ nhất thế. Vì cái thằng này nó phải làm như được như thế này thì nó mới ngâm một cái ổ điện quanh năm ngày tháng được, được chưa? Đấy, 290.000 một bộ như thế này. Đây, một bộ phải có cả thân cả dưỡng luôn. Thì sau này gồm có những cái gì thì đây là gồm một bộ, gồm cái này là một này, đây là cái lõi ruột của nó này, hai là cái mặt và cái dưỡng. Thì cái dưỡng của nó đây bác nhìn nhé. Đây, bình thường các bác hay cậy các bác hay cậy bác nhìn nhé. Nhìn này, cậy ra này. Đấy, cậy mặt ở điện thoại mình hay ôm ở tường đấy. Thì chắc chắn là bác phải có một cái dưỡng này nữa. Cái dưỡng này bằng dưỡng này khung này rất là tốt nhá. Dưỡng này bằng thép luôn, cực kỳ tốt này. Được chưa? Đấy, bác nhìn. Bác phải có một cái dưỡng này. Bác nhấc cái ổ, bác ngắt điện cầu dao nhà bác đi, bác nhấc cái ổ cắm nhà bác ấy, bác tháo ổ cắm nhà bác, cái ổ trong ổ tường ấy, bác vứt nó đi, bỏ nó đi. Sau đó bác lắp cái mặt dưỡng này vào cho em, lắp cái mặt dưỡng này vào ổ cắm đấy, bác vít ốp vào cho em nhé, vít ốp vào. Sau đó bác sẽ lắp đường điện, trong đó nó sẽ có một dây lửa, một dây mát. Bác lắp một dây lửa vào đây, dây mát vào đây, hoặc là dây lửa bên này, dây mát bên này được, dây giữa bỏ. Nếu nhà bác có đường chân thứ ba mà đường đấu đất thì bác đấu đấy, được chưa? Chỉ như thế là xong. Sau đó cái dưỡng này coi như dưỡng này gắn vào tường rồi nhé.
thì các bác sẽ chỉ cần đặt cái này vào đấy, nó gá này, gá cho em nhé, nó gá đây là cái dưỡng khung của nó này, đấy, tạch cái là xong, rất là chắc chắn được chưa, rất là chắc chắn. Và sau đó còn nhiệm vụ còn lại là bác chỉ cần việc bác vít ốc ốc vào hai góc này để giữ cả khung này. Nhiệm vụ còn lại cuối cùng là bác chỉ cần ốp đây, bác đẩy cái mặt mặt xương này vào cho em thôi là xong thôi. Này, đấy, đấy. Và cuối cùng là nó sẽ được cái mặt dưỡng như thế này luôn, ốp kín đường luôn ạ, được chưa? Và cái ổ cắm hình chữ nhật này là rất là phổ thông cho các gia đình, rất là tiện lợi luôn. Hình vuông cũng có, nhưng hình vuông bắt đầu có thì đặt riêng em, hình vuông ít người dùng. Đấy, được chưa? 290.000 một bộ. Thì sau đây em sẽ làm demo bên cái ổ cắm bên kia cho bác nhé. Khi nào em cắm điện vào đây thì cái sạc điện thoại này nó sẽ sáng, cái điện thoại nó sẽ sáng lên thì các bác biết là nó sẽ thông điện nhé. Đây. Đây, ví dụ như là em đang cắm cái sạc cái điện thoại đây rồi, được chưa? Đây cái điện thoại này. Em đang cắm đây. Chân USB đây ạ, được chưa? Chân USB đây. Em sẽ cắm vào ổ đây nhé, ổ này có điện rồi nhá. Em cắm sạc luôn này. Em sẽ làm demo luôn cho bác này. Bác thấy chưa? Điện đã báo sạc rồi, lên nguồn chưa? Được chưa? Em rút ra này. Rút ra nhé, em tắt cho màn hình nó tối đi này. Bây giờ em cắm sạc vào nhé, bác nhìn thấy chưa? Báo đã sạc luôn, được chưa? Lên màn hình. Đó. Đấy với ổ này. Thế bây giờ em tắt nhé, em sang cái ổ bên trái cho các bác. Cái ổ bên trái đấy đây, bác chỉ cần việc cắm vào đây. Không cần phải đấy cọc nữa. Đấy được chưa? Cắm vào đây sạc luôn. Là điện thoại bác đã là sạc rồi. Được chưa? Xong cái đấy. Bây giờ đến lượt là em test. Đây tắt đi nhé. Cái ổ điện bên này. Thì cái ổ điện bên này thì bác có thể dùng loại này được, nhưng loại này thì đã có kia rồi không cần, nhưng mà em test vào điện cho bác. Đây. Bây giờ cái các ổ cắm này đã có điện nhá, em cắm này. Đó, đã vào luôn, sạc chưa? Và đặc biệt là các bác chú ý hộ em này. Trên tất cả các ổ cắm nhá, họ đều làm cái thiết bị, các bác nhìn cái thiết bị đây chưa? Các bác nhìn cái này chưa? Đây là ổ cắm này là đã làm cái thiết bị chống giật cho trẻ em. Cái này rất là tốt. Trẻ em mà không biết ấy, cứ cắm thẳng vào này không thể cắm được đâu bác ạ. Tất cả các bác khi cắm vào ổ cắm nhé, khi cắm vào ổ cắm thì bác phải hơi nghiêng, nghiêng cái chân cắm đi một góc khoảng độ 30-40 độ thôi, thì bác lắc vào nó mới vào được. Thì bây giờ đây, bác nhìn nhé, cắm này, cắm thẳng, liên quan thẳng một cái là rất là khó, nhưng bác chỉ hơi lắc này cái là nó sẽ mở nắp. Nhiều bác thì cứ ức chế là cái vấn đề là tại sao nó khó cắm như thế. Họ làm như thế rất an toàn đó bác. Nếu mà cắm dễ, nếu mà cứ cắm thẳng này cái vào cắm được ấy, thì đứa trẻ con nó cắm được. Mà đứa trẻ con đã cắm được thì sẽ bị giật, được chưa ạ? Nên tất cả là đây này, cái ổ trong này nó sẽ có một cái góc nghiêng, nó tầm 30 độ, 20-30 độ. Các bác cắm hơi nghiêng cái thì nó sẽ tự mở cái nắp này ra. Nó trượt mở nắp cho bác. Thì lúc đó khi đó, đây này, hơi lắc nghiêng này, nhớ nhá. Khi cắm ổ cắm các bác đừng cắm thẳng này. Nhiều bác cứ dúi thẳng là chỉ vỡ đấy. Cắm này hơi lắc một tí, được chưa? Vào luôn. Cái đây là cái nắp này là cái nắp chặn để chống giật cho trẻ em, rất là an toàn, cực kỳ an toàn. Bởi vì trẻ em là hay sờ, nên là trẻ em có sờ vào đấy thoải mái. Và vô tình có cầm thanh sắt chọc vào nhé, chọc vào từng bên thì nó không thể vào được. Bởi vì tại sao? Nó phải có một cái độ trượt đều cả hai bên thì nó mới mở ra, được chưa? Đấy. Nên cái độ an toàn nó rất là cao. Tất cả các ổ cắm bây giờ đều làm như vậy, chứ không phải riêng thằng này, được chưa các bác? Nên là các bác, cái kinh nghiệm hay nhất là các bác khi cắm vào ổ cắm ấy, thì bác hơi lắc cho em. Này, đấy, nó vào luôn. Nhưng mà bác cứ cắm thẳng là bác nhét này, nó chỉ có vỡ luôn cái nắp này, nó không vào. Được chưa? Chỉ cần hơi lắc nhẹ cái là nó vào luôn, rất là dễ, đơn giản. Đấy là cái chế độ cái cửa ngăn để chống giật cho trẻ em, rất là tốt, rất là an toàn. Không như trẻ em một số, đấy. Thì đối với cái sản phẩm này thì em giới thiệu qua như vậy cho bác thôi. Còn những bác nào mà đấu điện rồi mà đấu được cái đường tiếp mát, đây là đường tiếp mát xuống đất này, có được cái đường này mà đấu được xuống đất rất là tốt, rất là an toàn. Ví dụ như nhiều bác dùng nồi cơm điện hay dùng tủ lạnh hay máy giặt, thỉnh thoảng bác sờ vào cái tủ lạnh bác thấy nó hơi tê tê đúng không, hơi tê tê. Ví dụ bác đi chân đất là sờ nó hơi tê tê, nhưng nếu bác đấu được cái ổ điện này đấu đất thì nó sẽ, hoặc cái tủ lạnh của nhà bác đấu được xuống đất ấy, thì nó sẽ triệt tiêu hết những cái cảm giác tê đấy, thì nó an toàn cho mình, cảm giác nó đỡ ghê sợ hơn. Tất cả các thiết bị điện, còn cái thiết bị điện nào cũng có ba chân, hầu như là ba chân, để một chân để tiếp xuống mát xuống đất để nó giải, nó gọi là cái tiếp mát ấy, nó để nó đỡ bị hở điện hoặc các thứ, một số điện nó bị giò thì mình cảm thấy sờ và nó an toàn hơn.
thực tế nó giật không chết người, nhưng mà nếu mà chân đất thì cũng có cụm tê ấy, cũng nhói tay đấy. Đấy, em chào các bạn, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn nhé. Đây ổ điện đấy. Rồi em chào các bác.